Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Và chúc năm mới đúng không? Và chúc mừng Ok. đấy, happy birthday, happy new year. Thôi đấy nhé, nào phải nào. Thôi đấy nào. Bước sang năm mới, mẹ mình của con nó mạnh khỏe để làm ăn phát tài phát lộc, gặp mọi sự may mắn. Sức khỏe với bố là sang năm mới là mới sức khỏe. Sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Yeah. Cô cái ngồi đây hóng kim chi không biết gì. Nào nào, nào chưa đến đây. Phần máy đâu, cô cái ơi. Ngồi xuống đáng tí cho bà mình tuổi, ngồi xuống nha. Cô cái ơi. Chưa đến à, phần máy đâu, chưa đến phần máy đâu. Chưa gì ngồi hóng phế đuôi rồi. Nào đấy, chưa gì cũng đã cắn bao lì xì rồi. Ngồi xuống cái, ngồi xuống. Hay. Bà kim chi đến ngủ ấy. Ngồi xuống cái, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tí nữa không phải. Đây, bước sang năm mới thì mẹ chúc con mạnh khỏe thì thành đạt trong mọi lĩnh vực, có người yêu. Vâng, cảm ơn. Năm mới chúc bố mẹ tuổi già sức khỏe, luôn luôn vui vẻ yêu đời. À, đây, sang năm mới bà, sang năm mới bà ngồi yên, lại ngồi yên phải. Sang năm mới được mạnh khỏe để ngoan ngoãn nghe lời của chủ rồi á. Chơi bời vui vẻ để ăn no trong nhớ này bà được. Bà cho hai cái này thì một miếng giò với một nấy thì giờ củ cải nấy gì, giò với bao lì xì, củ cải nấy gì, tay đâu rồi, tay đâu đây, miếng giò à, nào giò đây. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống bà cho ăn, mẹ đào xuống. Tay đào tay xem nào. Đây đây giờ bà cho ngồi yên, ngồi yên, một túi giò với lì xì củ cải nấy gì, à nấy giò thì giò ăn đi. Đây, bà mừng tuổi cả 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 bao lì xì đấy nhé. Đây mừng tuổi cả củ cải cả hai, cả giò thì giò củ cải ăn rồi đây, còn mừng tuổi bao lì xì đây. Đây củ cải cầm đấy. Cầm đấy rồi, đấy là kim chi đâu rồi? Cầm đấy. Nào, cầm đấy, cầm đấy. Nào, đây đây, cầm đấy nào. Rồi cầm đấy. Đi, đấy là kim chi đây này. Lì xì. Rồi, cái nào ngồi xuống nào, có lì xì rồi nhá. Lì xì phải hộp một xúc xích nha. Ngồi xuống nào, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Kim chi đây. Ngồi xuống. Kim chi đây. Ngồi xuống nào. Đây kim chi đây. Ngồi xuống, kim chi ngồi xuống. Sang năm mới bà chúc kim chi hay ăn đóng nhớ thì ngoan ngoãn nghe lời chủ nhé. Đây là miếng giò, đây là lì xì. Đây là củ cả. Kim chi lấy cái gì? Tay đâu? Tay đâu? Ăn giò đấy. Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu? Ăn giò lắm. Mày có lì xì đây rồi, tí một giò cho. Đây này. Đây thôi, này, thôi. Bà mừng tuổi giò này, bà đang mừng tuổi cả bao lì xì nữa, đây cả bà mừng tuổi cả hai. Rồi cầm đấy, đây. Để nó ăn, nó ăn xong đó. Kim chi kìa, ăn nhanh đấy, cầm này nhanh. Đây, bà mừng tuổi cả hai nhé, hay ăn giống nhất đấy, bao lì xì đây. Cầm đấy. Cầm đấy. Cầm đấy mang đây, cầm đấy. Mang đây, cầm đấy. Cứ cầm, cầm đấy để mua xúc cầm xích. Cầm đấy lì xì, không lấy. Cầm đấy xúc xích. Cô gái lên cầm hộ em. Cô gái lên cầm hộ em. Rồi mang đây, mang đây. Ôi mang đi. Mang lên, cắn, củ cải, củ cải. Xé ra. Ôi chứ chị hướng là xé bao lì xì rồi. Bao lì xì có bao nhiêu nào? Đấy, hai em trong nhớ. Bao lì xì có 30.000 là được một gói xúc xích rồi nhé. Ăn thế thôi. Bà có. Ê, cái. Con lì xì rồi nhé, thay hộ một xúc xích nhé. Củ cải. Rồi bây giờ đến lượt tao lì xì cho mày và kim chi, nhớ chưa? Của mày một tờ, của kim chi một tờ. Đây, nhìn nào. Củ cải 500.000 đâu? Nhìn nào, 500.000 đâu? Nào nhìn nào, 500.000 đâu? Có biết 500.000 đâu? Rồi ok, giỏi, 50.000 đâu? Rồi ok, giỏi lắm. Đây thế nhá. Cái nào? 500.000 đâu? 500.000 đâu? Rồi 50.000. 50.000. 50.000 đâu? Rồi giỏi. Đây, của mày một tờ, của Kim Chi một tờ, mày lấy tờ nào? Tao lì xì cho mỗi đứa một tờ. Của mày sẽ lấy tờ nào? Kim Chi của cái. 50.000 à? Sao đợt này lấy ít thế hả? Rồi, của Kim Chi tờ nào? Kim Chi tờ nào? Ôi đợt này viết nhường nhịn thế hả? Được rồi, giỏi lắm. Mày tí cho mình tưởng 50.000. Kim Chi rồi, ngồi dậy, Kim Chi. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy nào. Hỏi Kim Chi cho nhá. Hỏi Kim Chi xem Kim Chi có biết không nhá. Hỏi Kim Chi xem Kim Chi biết nào, Kim Chi ơi.
Nào Kim Chi, như nào? 500 nghìn đâu? Bắt tay nó. Không phải chỉ. Kim Chi 500 nghìn đâu? Kim Chi như nào? 500 nghìn đâu? Kim Chi 500 nghìn đâu? Giỏi đấy, được rồi. Rồi. 50 nghìn đâu? Kim Chi nào? 50 nghìn đâu? 50 nghìn đâu? 50 nghìn đâu Kim Chi? 50 nghìn đâu Kim Chi? Tay 50 nghìn đâu? Chỉ tay 50 nghìn. Kim Chi nào? 50 nghìn đâu? Đúng rồi, giỏi. Kim Chi ơi, đây nha. Kim Chi lấy tờ nào? Lì xì cục gãy một tờ. Kim Chi một tờ. Kim Chi lấy tờ nào? Kim Chi. Kim Chi lấy tờ nào? Cắn tờ 500 đây. Lì của mày đây. À, cục gãy đây. Lì xì. Giờ đừng nuốt. Chúc mừng sinh nhật nào, cô cái ơi. Hôm nay sinh nhật mình. Cái ơi, cười tươi lên nào. Sinh nhật tao mà mày mặt mày buồn thiu đấy hả mày? Nào, hát nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng năm mới. Thổi đến nào, thổi đến. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Và chúc mừng năm mới đúng không? Chúc mừng năm mới. Happy birthday and happy new year. Thổi đến nha. Nào. Chúc mừng sinh nhật. Yeah. Rồi. Tiếp theo là tiết mục ăn bánh chưng và ăn giò. Ngồi xuống ăn sinh nhật nào. Kim Chi nào. Đội làm hàng nào, ăn kẹo không? Thôi không ăn kẹo, ăn giò rồi nhé. Nào, ăn giò rồi. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Yeah, ăn rồi. Chúc mừng sinh nhật nào. Đây, cho chia cho hai nữa. Nào, ăn đi. Kim Chi nào, ăn đi. Đấy, sinh nhật tao nhé. Thôi, bỏ mũ ra đi. Cái mũ này là mình nay mình tự chế ra. Cũng chẳng chuẩn bị được gì. Sinh nhật đúng mùng 1 Tết. Nào. Thôi nào. Nhá ra, không cắn. Mày có đội đâu? Không đội nữa nha, thôi, bỏ ra. Đến đây. Cục cải uống bia không? Uống bia không? Cái chi uống bia không? Chúc mừng sinh nhật tao nha. Ăn bánh sinh nhật đây. Ông hơi sợi cắt chéo này. Anh cắt đây. Nhìn thuốc rồi mày ăn. Là cho nó ăn thế này. Nhớ.
Ăn kẹo không? Nào. Nói chúc mừng sinh nhật. Chị nào, đây, ăn đi. Cho cái mũ lệch vào này. Chưa? Bắt tay đâu? Nào Kim Chi nào, bắt tay cơ mà. Người gì? Nào bắt tay Kim Chi, bắt tay nữa. Tay đâu? Nào Kim Chi bắt tay Kim Chi bắt tay nào. Đây bắt tay nữa. Bắt tay Kim Chi. Người đi chứ. Cụ gái cái tay ra kìa. Cụ gái cái tay ra kìa. Chị bắt tay rồi cho. Nào bắt tay. Rồi, rồi, cái chị nào ăn đi. To cái phụ thân nhẹ. Mày ăn được đi. Mày ăn rồi, thôi. Mày đi.